hộp gì đây các ơi, còn đây là hộp gì đây? Ê các bạn ơi, đây là hộp gì đây? Các bạn ơi, đây là hộp gì? Đây là hộp gì đây? Ơi, đây là hộp gì? Đây là hộp gì đây? Các bạn ơi, ở đây có cái hộp. Wow, các bạn cái hộp này hộp. Ở đây mình thấy đây là hộp gì đây các bạn? Để mình mở ra cái có cái hộp gì đây? Hộp gì đây? Wow 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 wow. Oh, nó ủi ngã với xe container luôn. Wow, nó mạnh dữ rồi các bạn ơi. Wow 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 wow, nó ủi chiếc xe mô tô của mình. Wow, nó xoay qua nó làm gì đây? À, nó đẩy cả chiếc xe công tông luôn nè. Wow 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 wow. Nó đẩy chiếc xe công tông luôn. Wow, hay chưa? Hay chưa? Hello, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay các bạn hãy cùng mình chơi những món đồ chơi nha. Ê các bạn ơi, đây là hộp gì đây các bạn? Wow, một chiếc xe cứu hỏa màu đỏ nè các bạn ơi. Ở trên này có cái thang nữa nè. Còn đằng này là thang cứu hộ nè các bạn ơi. Ở dưới này còn có bình xịt cứu hỏa nữa nè. Wow, fire truck nha. Đằng trước cabin màu trắng nè, có hai cái ghế cho bác tài xế về bác lên xe ngồi nha. Wow, chiếc cứu hỏa chạy nhanh quá các bạn ơi. Ê các bạn ơi, còn đây là hộp gì đây? À, một chiếc xe container chở theo một chiếc xe đua màu đỏ nè. Wow. Ê các bạn ơi, đây là hộp gì đây các bạn? À, mình biết rồi. Đây là một chiếc xe buýt cảnh sát 911 nè. Có cái tầng ghế ở trên và tầng ghế ở dưới nè. Trước là có vô lăng nè, có ghế cho bác tài xế ngồi nè. Biển số xe là 099-9 nha. Wow, chiếc xe buýt này hay quá các bạn ơi. Ê các bạn ơi, ở đây là cái chiếc thằng cần cẩu nè. À, còn thiếu cái nắp cabin. Rồi ở đây mình thấy có một cái cabin màu cam nè, lắp vô luôn. Wow, hay quá đi. Ê các bạn ơi, đây là hộp gì đây? À, đây là một chiếc xe container cảnh sát màu xanh nè, rất là dài luôn. Đầu container màu trắng, cái còi thì màu đen. Đây là chú cảnh sát tài xế nè, còn đây là chú cảnh sát lơ xe nè. Thêm một chiếc xe mô tô màu đen, thêm một chiếc xe mô tô màu trắng nữa. Hay quá các bạn ơi. Đi các bạn ơi, đây là hộp gì đây? Wow, đây là một xe chở đại bác nè các bạn ơi. Xe này xe quân sự nha. Cái này chơi sao ta? Đâu để mình thử chơi coi nha. Ở đây mình thấy có cái nút bấm nè. Rồi bây giờ mình bấm nha. 1 2 3. Wow, đang xa dữ các bạn ơi. Rồi bây giờ bắn tiếp nè. 1 2 3. Wow các bạn ơi, cái xe chở tên lửa này hay quá các bạn ơi. Để qua bên đi các bạn ơi, đây là hộp gì đây? Một chiếc xe ben khủng long. Đây cũng là một chiếc xe ben khủng long nữa. Wow, hai chiếc xe ben khủng long hay quá các bạn ơi. Đây là hộp gì đây các bạn? Một chiếc xe công nông máy cày có ống khói màu đen nè, có bậc thang đi lên nữa nè. Bên này cũng có bậc thang đi lên nè. Nhìn vô trong là thấy cái vô lăng nè, thấy cái ghế ngồi cho bác tài xế nè các bạn. Chở theo một cái móc kéo, bên trên có một con bò sữa nè các bạn ơi. Wow, cái xe công nông này dễ thương ha các bạn ha. Ý các bạn ơi, ở đây mình thấy có cái hộp gì nè. Để mình mở ra coi coi. Wow, đây là một con robot nè, để mình lấy cho các bạn cùng coi nha. Wow, có cái đầu ngầu chứ nè các bạn ơi. Đằng sau lưng là hai con khủng long hay gì nè, đồ cánh tay nè các bạn ơi, rồi cái chân nè đó. Các bộ phận của con robot này được tạo nên từ rất là nhiều robot nhỏ luôn nè. Các bạn nhìn thấy không? Đây là cánh tay trái nè, đó là một con robot màu đỏ nha. Bên này là cánh tay phải nè, một con robot màu xanh lá cây nha. Còn dưới này hai cái chân nè, đó các bạn nhìn nè, đó đằng sau là hai cái con robot màu đen và màu xám nè. Con robot này được hợp nhất từ rất là nhiều con robot con luôn. Vậy là con robot này có siêu sức mạnh nha các bạn. Đây là cây súng nè, gắn cho robot cầm nha. Đây gắn vô nè, đó. Robot của mình nhìn uy lực quá đi. Thôi để qua bên nha các bạn. Tiếp theo các bạn ơi, mình thấy đây có một cái cabin màu vàng nè. Ở đây còn có một chiếc xe cứu hộ nữa. Lắp cái cabin này vô nha. Wow, bây giờ là một chiếc xe cứu hộ màu vàng đẹp ơi là đẹp luôn các bạn ơi. Các bạn ơi, ở đây có cái hộp gì đây? Để mình mở ra coi coi. Wow, một chiếc xe nông trại màu xanh ra chở thêm một cái móc kéo quá trời trái cây luôn. Để mình coi coi, đây là trái ớt chuông nè, đây là củ khoai tây, cà rốt, ấp cải. Ôi xe nông trại ơi, mang đồ cũ ra chợ bán thôi. Ý các bạn ơi, ở đây mình thấy có cái hộp gì nè. Wow các bạn ơi, đây là một bộ đồ chơi lắp ráp nè. Đầu tiên đây là một chiếc xe gấp nè các bạn. Rồi tiếp theo đây là một chiếc xe ben nè. Còn đây là thùng trộn bê tông. Đây còn có một cái lu nữa. Ở trên này có rất là nhiều ốc vít luôn. Wow, cái bộ đồ chơi này nhiều chi tiết kia các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ thử thay chiếc xe ben này thành chiếc xe trộn bê tông nha các bạn. Đầu tiên là mình sẽ tháo cái thùng ben này ra nha các bạn. Đây tháo vào đây nè các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ gắn cái này vô đây trước cho các bạn. Mình dùng con ốc này mình bỏ vô đây nè, đó mình dùng tô vít để mình siết nó lại nha. Rồi vặn vô, vặn vô, vặn cho chắc vô nha. Rồi chắc rồi đó. Rồi bây giờ mình sẽ gắn cái thùng trộn bê tông vô nè. Đó, gắn vô đây. Rồi xong rồi ha. Vậy là chiếc xe ben nó thành một chiếc xe trộn bê tông rồi. Wow, cái bộ đồ chơi lắp ráp xe này hay quá ha các bạn ha. Thôi để đây đi. Bây giờ mình qua đây, mình có cái hộp gì nha các bạn. Wow các bạn ơi, đây là một chiếc xe cứu hỏa nè, 119 nha. Có cái bóp cẩu màu xám nè. Đây là chiếc xe thang cứu hộ nha. Đây là chiếc cứu hỏa cần cẩu nè các bạn ơi. Wow, đẹp quá ha. Để qua bên đi. Ê các bạn ơi, ở đây mình thấy có một chiếc xe cần cẩu bốc cát nè, nhưng mà bị thiếu cái bệ cẩu rồi. Bây giờ mình đi tìm cái bệ cẩu nha. À ở đây rồi, mình thấy cái bệ cẩu màu cam rồi. Lắp ráp vô luôn nè.
nè. Wow, một chiếc xe cẩu màu cam rất là đẹp luôn các bạn ơi. Ý các bạn ơi, ở đây có một chiếc xe cẩu bốc cát, đã còn thiếu cái cabin. À, ở đây mình thấy có cabin màu xanh nè, rồi lắp ráp vô luôn. Wow, chiếc xe cẩu bốc cát màu vàng có cabin màu xanh đẹp ơi là đẹp luôn các bạn ơi. Ý các bạn ơi, ở đây mình thấy một cái bệ cẩu nữa nè, đã còn thiếu cái cần cẩu bốc cát. Rồi lấy cần cẩu bốc cát này các bạn lắp vô luôn. Wow, một chiếc xe cần cẩu bốc cát rất là xịn luôn các bạn ơi. Ý các bạn ơi, ở đây là một chiếc xe gì đây? À, đây là một chiếc xe bồn trộn bê tông. Rồi bây giờ mình lấy cái bồn trộn bê tông này ra nè, lắp ráp cái bồn trộn bê tông này vô nha. Wow, chiếc xe bồn trộn bê tông này xoay mạnh chưa các bạn ơi. Rồi để qua một bên đi. Ý các bạn ơi, ở đây mình thấy có một cái bệ cẩu nè, còn đây là một chiếc xe cẩu bốc cát. Giờ mình lắp ráp cái bệ cẩu này lên luôn nha. Wow, thành một chiếc xe cẩu bốc cát dài ơi là dài luôn nè. Xe cẩu bốc cát ơi, ra công trình làm việc đi nào. Ý các bạn ơi, ở đây mình thấy có cái hộp gì nè, ở đây coi coi. Wow các bạn ơi, ở đây có một con robot nè. Wow, con robot này nhìn ngầu ơi là ngầu luôn, có cái mặt màu đỏ nè với màu vàng nè các bạn ơi. Wow, nhìn đẹp chưa. Hai tay thì cầm thêm một cây kiếm nè, bên này thì cầm theo súng nè các bạn. Đâu để mình thử coi, hình như có công tắc hay sao các bạn ơi. Nè 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 nè, đây có công tắc. Wow các bạn ơi, mình bật khởi động lên. Wow, con robot chuyển động nè các bạn ơi, hay chưa. Wow, nó xoay nè. Xịn quá các bạn ơi. Wow, nó còn đi được nè các bạn ơi, các bạn thấy chưa, hay chưa. Cái mắt mình chớp 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 nè. Ồ, nó xoay xoay nè. Wow, con robot này xịn quá các bạn ơi. Để robot này đây nha. Đây, qua đây, mình có cái hộp này, hộp gì đây. Wow, đây là một chiếc xe container màu trắng, có cái đầu cabin lại lè cảnh sát nè các bạn, màu xanh nha. Chở theo một chiếc xe ô tô, hai chiếc xe ô tô, hai chiếc xe ô tô. Hay quá các bạn ơi. Ý các bạn ơi, ở đây mình thấy có một cái đầu cabin màu xanh nè, cái nó màu vàng. Rồi đây là một chiếc xe cẩu bốc cát, là còn thiếu cabin. Để mình lắp ráp cái đầu cabin này vô nha. Wow, chiếc xe cẩu bốc cát này đẹp quá, có cái bệ cẩu màu đỏ, cái cẩu bốc cát thì màu vàng, cái cabin thì màu xanh. Cái chiếc xe gì mà quá trời màu luôn. Ý các bạn ơi, ở đây mình thấy có cái hộp gì nè. Wow, một chiếc xe cẩu bốc cát, đằng trước có cái đồ ủi cát nữa nè. Bên này mình thấy có cái cửa này các bạn, này mình mở ra thử coi. Ý, mở được luôn nè. Mình thấy bên trong luôn có cái ghế kìa các bạn ơi, có cần lái nè để điều khiển cái cẩu bốc cát này đó các bạn. Ở trên này có đèn báo hiệu nè. Wow, chiếc xe cẩu bốc cát này xịn quá các bạn ơi. Thôi để qua bên đi. Ý các bạn ơi, đây là hộp gì đây các bạn. Wow, một chiếc xe container có cái đầu cabin màu cam nè, biển số là 8585-2. Có còi xe giống khói được bạ rôm, đây là chỗ cho bác tài xế ngồi, còn đây là chú lên xe. Chở theo một cái móc kéo màu xanh nè. Ở trên này là một chiếc xe, hai chiếc xe. Wow, chiếc xe container này đẹp quá các bạn ơi. Ý các bạn ơi, ở đây là hộp gì đây, để mình mở ra coi coi. Wow, một chiếc xe container màu xanh dài ơi là dài luôn nè. Wow, quá trời bánh xe luôn. Đây là chiếc xe container chở hàng nè. Ồ, có đầu cabin nè các bạn ơi. Cái ông khó thì màu xám nè. Ở đây còn có máy lạnh nữa nha. Wow, chiếc xe container màu xanh này đẹp quá các bạn ơi. Sửa chữa chiếc xe cẩu bốc cát nè. Một bánh xe, tiếp tục thêm một cái bánh xe nữa. Ok. Wow, một chiếc xe cẩu bốc cát rất là to bự luôn. Còn có cái cẩu bốc cát nè các bạn ơi. Wow, các bạn ơi, ở đây mình thấy có cái hộp gì đây. Wow, một chiếc xe cần cẩu màu vàng. Còn rất là nhiều bánh luôn nè. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 cái bánh luôn nè các bạn ơi. Cái đầu của chiếc xe cần cẩu nè, hai con mắt này bự chưa các bạn ơi. Chỗ này cho bác tài xế ngồi, chỗ này cho chú lên xe ngồi nè. Các bạn thấy chiếc xe này xịn chưa? Để mình cho các bạn nghe tiếng động cơ nè. Đó, các bạn nghe thấy tiếng động cơ của chiếc xe chưa? Bây giờ mình cho chiếc xe chạy nha. Nó chiếc xe chạy ghê chứ các bạn ơi. Sửa chữa xe ben, một cái xe, thêm một cái xe nữa. Ok. Wow, xe ben này có thùng ben rất là bự luôn nè các bạn ơi. Nè. Wow, chạy nhanh quá. Ôi các bạn ơi, ở đây là hộp gì đây? Wow, một chiếc xe container chở theo rất là nhiều xe cảnh sát luôn nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 chiếc xe cảnh sát luôn. Còn đầu container là các bạn, có cái bộ tem màu xanh, có hai cái ống khói được bà rôm, nhìn đẹp quá ha các bạn ha. Wow, chiếc xe container này bự quá các bạn ơi. Rồi để qua bên đi, sửa chữa chiếc xe rác nè. Một cái xe, ở đây thêm một cái xe nữa. Ok. Wow, cái chiếc xe rác này màu xanh đẹp bự chưa các bạn ơi. Nè, bên trong này có thùng rác bự chưa. Bây giờ mình sẽ nhét đồ vô ra đó, bỏ rác vô, bỏ rác vô, đậy nắp lại. Nè. Sửa chữa chiếc xe bồn trộn bê tông này nha. Một cái xe, thêm một cái bánh xe nữa. Ok. Wow, các bạn ơi, cái bồn trộn bê tông này quay nhanh chưa nè. Ê các bạn ơi, ở đây có chiếc xe gì đây? Wow, một chiếc xe cần cẩu múc cát màu trắng. Wow, các bạn ơi, một chiếc xe cần cẩu màu trắng nè. Wow, có đồ điều khiển màu đen nè các bạn. Wow, đây là một chiếc xe Hyundai nha các bạn. Có cái ghế cho bác tài xế ngồi điều khiển cái cần cẩu này các bạn. Đi cần cẩu này có cái gầu bằng kim loại nè, đó, bằng sắt nha. Để bằng bánh xích nè. Đằng sau này có ống khói nè. À, mình thấy có
cái chỗ khởi động này để mình bật lên nha. Đó, khởi động lên rồi. Tiếp theo là mình khởi động cái đồ điều khiển này lên luôn nha các bạn. Đó, khởi động xong rồi bây giờ mình thử điều khiển nha. Rồi, mình bật cái nút này nè để nâng cái cần cẩu lên nè. Đó, hay chưa? Múc được cát luôn rồi các bạn. Đó, à, hay chưa, hay chưa? Ha. Nấp cái cần cẩu lên nè. Rồi mình cho chạy tới nè, chạy ghe nè, rồi chạy lên nè, chạy vòng vòng nè. Đó, đó, xe chạy vòng vòng hay chưa các bạn ơi, nó xoay vòng tròn luôn nè. Wow. Nó ủi ngã với xe container luôn. Wow, nó mạnh chưa nè các bạn ơi. Wow, nó ủi chiếc xe motor của mình. Wow, nó xoay qua, nó làm gì đây? À, nó đẩy cả chiếc xe công tông luôn nè. Wow, nó đẩy chiếc xe công tông luôn. Wow, hay chưa. Ồ, nó mạnh quá các bạn ơi. Cái này nhỏ mà mạnh quá ha các bạn ha. Nhìn nó hay chưa kìa, nó ủi quá trời xe được luôn nè. Hay quá à. Nó đẩy chiếc xe công nông nè, hai chiếc xe công nông luôn. Xe này mạnh quá các bạn ơi. Wow, hay quá. Ê, hay quá. Nó đẩy chiếc xe công luôn nè. Wow, nó bị té rồi các bạn ơi. Thôi để mình tắt hơi đi nha các bạn. Wow, chiếc xe cậu bút cắt Hyundai này nhỏ xíu mà nó mạnh ghê ha các bạn ha. Nó ủi được quá trời chiếc xe của mình luôn. Thôi bây giờ cũng trưa rồi, mình mới về nhà ăn có học bài làm bài tập nữa. Bye bye, chào tạm biệt các bạn nha. Hẹn gặp lại các bạn video tiếp theo. Bye bye.